Ngày hôm qua, câu lạc bộ Liverpool đã phải rút lại quyết định cắt giảm một số nhân viên đang làm việc tại sân Anfield sau khi làn sóng chỉ trích đến từ các cổ động viên đội bóng ngày càng dâng cao. Lý do là bởi Liverpool đã lợi dụng kế hoạch hỗ trợ 80% lương hoặc 2.500 bảng Anh của chính phủ dành cho các công dân thất nghiệp giai đoạn dịch bệnh để lên kế hoạch cắt giảm nhân sự đội bóng. Đại diện của các cổ động viên Liverpool đã có những tuyên bố chính thức. Liverpool lãi tới 42 triệu bảng năm ngoái và họ có những ông chủ tại Boston sẵn sàng rót vào câu lạc bộ hàng tỷ bảng. Rõ ràng với tình hình tài chính như vậy, họ nên sử dụng quỹ dự trù ngay bây giờ thay vì lên kế hoạch bón rút tiền của chính phủ. Những phản ứng gay gắt của người hâm mộ đã khiến đội chủ sân Liverpool phải rút lại quyết định và đưa ra lời xin lỗi chính thức trên trang chủ đội bóng vào hôm qua. Cũng trong ngày hôm qua, câu lạc bộ Tottenham Hotspur đã xác nhận tiền đạo Son Heung-min sẽ bắt đầu nghĩa vụ quân sự trong giai đoạn này theo luật công dân của Hàn Quốc. Sau khi bóng đá xứ sở sương mù tạm hoãn, Son Heung-min đã trở về quê nhà và đang trong quá trình cách ly 14 ngày. Ngay sau khi mãn hạn cách ly, tiền đạo mang áo số 7 của Tottenham sẽ bắt đầu nghĩa vụ kéo dài 4 tuần. Đối với mọi công dân Hàn Quốc, kỳ quân ngũ kéo dài 21 tháng, nhưng Son Heung-min được đặt cách ngắn hơn vì đã góp công giúp Hàn Quốc vô địch Asian Games năm 2018. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Hà Lan ngày hôm qua đã thành lập quỹ cứu trợ để giúp đỡ các câu lạc bộ bán chuyên và chuyên nghiệp tại quốc gia này vượt qua giai đoạn dịch bệnh. Các cầu thủ đội tuyển quốc gia Hà Lan cùng một số nhà tài trợ đội tuyển đã ngay lập tức quyên góp được số tiền 11 triệu euro. Hiện tại ở Hà Lan đã có gần 19.000 trường hợp dương tính với Covid-19. Mới đây, Hiệp hội cầu thủ bóng đá Italia đã khước từ yêu cầu giảm lương xuống còn 1/3 cho các cầu thủ của các câu lạc bộ tại Serie A trong trường hợp giải đấu không thể tiếp tục. Kế hoạch giảm lương này được đồng ý bởi 19 trên 20 câu lạc bộ. Trong trường hợp giải đấu không thể hoàn thành, các cầu thủ sẽ bị giảm 4 tháng lương, giảm xuống còn 2 tháng nếu như giải đấu hoàn thành. Ngay lập tức, đề nghị này đã bị bác bỏ. Hiện tại Serie A vẫn còn tới 14 vòng chưa thi đấu. Những tín hiệu tích cực đã xuất hiện tại Bundesliga bởi ngày hôm qua, những cầu thủ của đội bóng Bayern Munich đã quay trở lại với việc luyện tập. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Đức đã khuyến nghị các câu lạc bộ không tập luyện trước ngày 5 tháng 4 và ngay khi mốc thời gian này qua đi, Bayern Munich đã hoạt động trở lại. Đáng chú ý, do quy định của việc cách ly, các cầu thủ Bayern đã chia ra thành nhóm 2 người để tập luyện. Ở thời điểm hiện tại, các câu lạc bộ của Đức sẽ chỉ được tập luyện với các nhóm nhỏ và phải tuân thủ tối đa quy định an toàn của chính phủ. Ngày 7 tháng 4 năm 2004, Deportivo La Coruña tiếp đón AC Milan trên sân nhà trong khuôn khổ tứ kết lượt về Champions League mùa giải 2003-2004. Lượt đi, Deportivo đã để thua đại diện nước Ý 1-4, nhưng đã tạo ra một trong những cuộc lội ngược dòng ấn tượng nhất khi thắng 4-0 trong trận lượt về. Dù vậy, khi vào đến bán kết, Deportivo không thể vượt qua Porto của Jose Mourinho, đội bóng sau đó đã lên ngôi vô địch. Cũng ngày này cách đây 10 năm, Manchester United cũng đã giành thắng lợi 3-2 trước Bayern Munich trong trận tứ kết lượt về Champions League mùa 2009-2010. Tuy nhiên, kết quả đó vẫn khiến Quỷ Đỏ bị loại bởi luật bàn thắng sân khách khi đã để thua 1-2 trong trận đấu lượt đi. Năm đó Bayern Munich vào tới chung kết nhưng đã thất bại trước Inter Milan của Jose Mourinho. Còn tại nước Anh cách đây 2 mùa, trận derby thành Manchester thuộc vòng 33 Ngoại hạng Anh đã diễn ra với sự đối đầu của hai huấn luyện viên đại tài Pep Guardiola và Jose Mourinho. Dù Man United đã thắng với tỷ số 3-2 ngay tại Etihad, nhưng đó vẫn là mùa giải mà Man City đã đăng quang với số điểm kỷ lục 100 điểm, bỏ cách Man United của Mourinho tới 19 điểm. 15 giờ chiều qua theo giờ địa phương, câu lạc bộ Manchester City ra thông báo: "Chúng tôi xin đau buồn thông báo mẹ của huấn luyện viên Pep Guardiola, bà Dolores Sala Carrillo, đã qua đời hôm nay ở Manresa, Barcelona vì nhiễm virus corona. Bà hưởng thọ 82 tuổi. Mọi thành viên câu lạc bộ đều gửi lời chia buồn sâu sắc nhất trong thời điểm quặn đau với huấn luyện viên Pep, gia đình và tất cả người thân của họ." Đó là cú sốc lớn đối với Pep Guardiola khi cách đây không lâu, chính huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã ủng hộ 1 triệu euro cho cuộc chiến chống dịch Covid-19 tại quê nhà. Nhưng cuối cùng dịch bệnh này lại cướp đi người thân yêu nhất của ông. Bà Carrillo là một trong số 637 ca tử vong vì nhiễm nCoV tại Tây Ban Nha chỉ riêng trong ngày hôm qua 16 tháng 4. Chủ tịch Manchester City, ông Khadun Al-Mubarak, cũng đã ngay lập tức gửi lời chia buồn tới Pep Guardiola. "Những lời cầu nguyện và sự chia buồn sâu sắc của chúng tôi xin được dành cho Pep và gia đình ông ấy vào thời điểm cuối cùng của bà này. Ông ấy và gia đình có tình yêu và sự ủng hộ của gia đình Manchester City." Trên Twitter của các câu lạc bộ như Barcelona hay Bayern Munich, đội bóng đã từng làm việc đều gửi tới huấn luyện viên người Tây Ban Nha những lời chia buồn cho sự mất mát này. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ lớn khác tại châu Âu và các cầu thủ cũng bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc nhất trên Twitter của mình.
qua đời của mẹ mình, huấn luyện viên Pep Guardiola đã có cuộc hội đàm với câu lạc bộ về việc cắt giảm mức lương của mình để giúp giảm bớt tác động từ bóng đá tạm nghỉ. Được biết mức lương của Pep trong hoạt động gần với Man City tăng từ 15 triệu bảng lên 20 triệu bảng một năm. Ước tính Man City sẽ mất khoảng 192 triệu bảng doanh thu nếu mùa giải không có được từ bỏ. Trong đó có 53,6 triệu bảng tiền phạt quyền chỉ định, 13,9 triệu bảng doanh thu của các trận đấu và 4,7 triệu bảng doanh thu từ bài bán lẻ. Ngoài ra các quan chức cùng bảy câu lạc bộ chính viên trên khắp thế giới thuộc City Football Group tuyên bố cắt giảm lương, dù chưa công bố số cụ thể thì đó cũng là động thái đầy thiện chí của các thành viên liên quan. Cựu đội trưởng đội tuyển Ý, người đã vô địch World Cup 2006 và hiện đang là huấn luyện viên trưởng của đội bóng quả cầu hiện đại, Fabio Cannavaro đã viết một lá thư đầy xúc động cho nước Ý từ Trung Quốc. Trong tâm thư của mình, huấn luyện viên Cannavaro đã kêu gọi trong thế giới bóng đá, bao gồm